nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trung Quốc đã được khởi động từ những thập niên trước và tiếp tục được đẩy mạnh trong bối cảnh hiện nay, với tham vọng chuyển đổi đất nước thành một nền sản xuất tiên tiến và thống trị trong những ngành công nghiệp công nghệ cao của kế hoạch sản xuất tại Trung Quốc năm 2025. Trước những quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc, Mỹ buộc phải nhìn nhận sâu hơn về thực trạng phát triển khoa học công nghệ trong nước. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chiến lược sản xuất tại Mỹ như một sự đối ứng nhằm thúc đẩy ngành sản xuất trong nước, nhất là những ngành sản xuất hỗ trợ công nghệ cốt lõi mà Mỹ đang mất dần thế chủ động. Một mặt, Mỹ ngăn chặn sự phát triển công nghệ của Trung Quốc. Mặt khác, Mỹ buộc phải thừa nhận sự tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh lớn về nghiên cứu phát triển, chế tạo, đào tạo và nhận thấy cần phải sửa chữa điều này. Cuốn sách Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc thời đại 4.0 được phát hành năm 2020 bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ mang đến cho độc giả một cái nhìn tổng quan về cuộc chiến cạnh tranh giữa hai đại gia công nghệ Mỹ và Trung Quốc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đầy khốc liệt. Với những đánh giá chính xác và sâu sắc, cuốn sách đưa ra các tác động của cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lên khu vực và thế giới về an ninh và phát triển. Đồng thời, cuốn sách cũng dự báo các xu hướng lớn và kịch bản liên quan tới triển vọng cạnh tranh công nghệ. Trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc, công nghệ này càng trở thành đấu trường gay gắt và trọng tâm. Năm 2017, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, cạnh tranh về công nghệ đã nhanh chóng leo thang trong những năm tiếp theo. Mỹ cho rằng phát triển công nghệ của Trung Quốc gây tác động tiêu cực đến Mỹ và nhằm phục vụ mục tiêu cạnh tranh nước lớn với Mỹ, vì vậy phải ngăn chặn sự phát triển này. Mặc dù Trung Quốc luôn phủ nhận những cáo buộc của Mỹ về việc phát triển công nghệ nhằm gây tổn hại đến các quốc gia khác, song việc Trung Quốc công khai những mục tiêu như trở thành cường quốc chế tạo vào năm 2025 và thống lĩnh thị trường sản phẩm công nghệ cao toàn cầu vào giữa thế kỷ 21 đã tạo ra thách thức trực tiếp đối với Mỹ. Do vậy, cạnh tranh công nghệ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong khuôn khổ và diễn biến của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc. Công nghệ có tính chất quyết định đối với sự phát triển mang tính bứt phá của các quốc gia. Làm chủ công nghệ là làm chủ tương lai. Những quốc gia có lợi thế về khoa học công nghệ đều sẵn sàng tham gia cuộc đua để nắm bắt và dẫn đầu cuộc cách mạng này. Cuốn sách đưa ra nhiều quan điểm về việc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu với việc Mỹ trừng phạt tập đoàn công nghệ hàng đầu Huawei của Trung Quốc vào năm 2018. Trên thực tế, cuộc cạnh tranh này đã được khởi động từ nhiều thập niên trước đó. Trung Quốc đã có chiến lược trượt đuổi Mỹ về mặt công nghệ từ sớm, dù đi sau về mặt khoa học công nghệ, nhưng Trung Quốc đã có những định hướng và chiến lược rõ ràng để thu hẹp khoảng cách với Mỹ và phương Tây. Dựa vào các yếu tố là lực lượng lao động giá rẻ, lành nghề và các khoản trợ cấp lớn của chính phủ tài trợ cho cả những lĩnh vực sản xuất tốn kém và lợi nhuận thấp, Trung Quốc đã tạo được lợi thế cạnh tranh quan trọng và vươn lên hàng đầu trong nhiều ngành công nghệ tiên tiến hiện nay. Mỹ cho rằng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ và sử dụng mạng viễn thông để do thám và đánh cắp thông tin. Với những cáo buộc này, Mỹ áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt thương mại, hạn chế đầu tư và tăng cường kiểm soát xuất khẩu đối với ngành công nghệ Trung Quốc. Sự can thiệp này chủ yếu nhằm cản trở các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận được công nghệ lõi của Mỹ. Một nỗ lực đáng chú ý nữa là việc Mỹ kêu gọi các nước đồng minh chủ chốt để thiết lập một hệ sinh thái công nghệ và thương mại giảm thiểu sự phụ thuộc và tiến đến tách rời khỏi Trung Quốc. Như vậy, cả hai nước đều có những chiến lược tổng thể và những bước đi rõ ràng nhằm cạnh tranh về mặt công nghệ, cụ thể là về trí tuệ nhân tạo AI. Trí tuệ nhân tạo được xem là công nghệ quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đại diện cho khả năng đi đầu về đổi mới, sáng tạo và quyết định sức mạnh tương lai của các quốc gia. Ngành công nghệ này đang phát triển vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó không còn tồn tại là một phần của những nghiên cứu khoa học, mà thay vào đó, nó đã tác động đến thế giới thực. Với tầm quan trọng như vậy, Mỹ, Trung Quốc và nhiều quốc gia phát triển khác đều đặt trọng tâm vào lĩnh vực này. Năm 2017, Trung Quốc công bố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về AI. Sự rượt đuổi giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực AI rất quyết liệt. Về chất bán dẫn, Mỹ là nước sáng chế, thương mại hóa chất bán dẫn, đồng thời thống trị các mắt xích sinh lợi nhất trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, gồm thiết kế chip và công cụ phần mềm để chuyển bản thiết kế thành thực tế. Hiện nay, Mỹ đứng đầu doanh số toàn cầu về chất bán dẫn, chip máy tính, cung cấp năng lượng cho hầu hết thiết bị điện tử hiện đại.
Còn với Trung Quốc, trong nhiều năm nay, nước này đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc sản xuất các chất bán dẫn hiện đại nhất, vốn đòi hỏi thiết kế phức tạp và bí quyết sản xuất. Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì cách tiếp cận toàn quốc gia đối với ngành công nghiệp chất bán dẫn, nghĩa là tận dụng cả sức mạnh thị trường và nhà nước để thúc đẩy sự tăng trưởng trong ngành này. Trước sự phát triển nhanh chóng về sức mạnh công nghệ của Trung Quốc, cùng với lo ngại nước này có thể thống trị các lĩnh vực sản xuất chip quan trọng cho mục đích dân sự, quân sự hoặc cắt đứt khả năng tiếp cận linh kiện, Mỹ đã lên kế hoạch bảo vệ nguồn cung cấp chip bán dẫn và phục hồi ngành sản xuất trong nước. Về điện toán lượng tử, điện toán lượng tử là ngành công nghệ khai thác các bit lượng tử để xây dựng các công cụ xử lý thông tin mạnh mẽ hơn, có thể vượt sức mạnh tính toán của bất cứ máy tính nào hiện có. Một máy tính lượng tử hoạt động đầy đủ có khả năng phi thường như giúp xác định các hợp chất hóa học mới để điều trị các bệnh nan y. Cảm biến lượng tử có thể giúp quân đội theo dõi và nhắm đến mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Hai khả năng có thể bẻ khóa các dạng mã hóa hiện có, xâm nhập vào bất cứ doanh nghiệp, quân đội hay chính phủ nào trong tương lai. Theo công ty nghiên cứu thị trường Bioinformatics, năm 2018, Trung Quốc có số lượng hồ sơ bằng sáng chế gần gấp đôi so với Mỹ về công nghệ lượng tử nói chung. Tuy nhiên, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế liên quan đến phân khúc được đánh giá cao nhất của lĩnh vực này là máy tính lượng tử, nhờ khoản đầu tư lớn của các tập đoàn quốc tế và các doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ lượng tử gây lo ngại cho Mỹ ở khía cạnh công nghệ này sẽ được chính phủ Trung Quốc tận dụng để hỗ trợ các mục đích quân sự. Do vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ đã có những chính sách hạn chế trong trao đổi sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm như khoa học lượng tử. Về thiết bị mạng viễn thông, công nghệ Trung Quốc lần đầu tiên gây được sự chú ý ở phương Tây nhờ thông qua lĩnh vực viễn thông. Tập đoàn Huawei của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng thành nhà sản xuất thiết bị tháp điện thoại di động lớn nhất thế giới và đặc biệt chiếm ưu thế trong doanh số bán thiết bị cho mạng 4G và 5G mới nhất. Tuy nhiên, Mỹ cáo buộc Trung Quốc có thể khai thác các thiết bị này để dò thám và về cơ bản cấm thiết bị này ở trong nước. Mỹ đã thuyết phục nhiều quốc gia đồng minh từ bỏ thiết bị của tập đoàn Huawei. Chiến dịch này đã làm giảm đáng kể thị phần của tập đoàn Huawei, đánh mạnh vào ngành viễn thông của Trung Quốc. Những động thái tấn công dồn dập này của Mỹ cho thấy mong muốn hạn chế vai trò của Trung Quốc đối với ngành viễn thông Mỹ, một nỗ lực nhằm cạnh tranh với ảnh hưởng công nghệ của Trung Quốc. Như vậy, thực lực về công nghệ của Trung Quốc đã bứt phá vô cùng nhanh chóng trong thời gian qua, thậm chí vượt lên dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới nổi như điện thoại thông minh, mạng viễn thông. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực công nghệ then chốt khác như AI, điện toán lượng tử, chất bán dẫn hay phần mềm, Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Các chính sách phát triển công nghệ của Trung Quốc và Mỹ đều tập trung vào hai hướng chính. Một, làm chủ các công nghệ mới nổi quan trọng. Hai, nhân rộng ảnh hưởng về mặt công nghệ, thiết lập mạng lưới hợp tác, thậm chí xây dựng các liên minh công nghệ để phát huy vai trò trung tâm của mình. Trong bối cảnh đó, Mỹ đã phải nhìn nhận Trung Quốc như một đối thủ thực sự và cuộc cạnh tranh này dự báo còn tiếp tục theo hướng mở rộng và quyết liệt hơn. Cuốn sách đưa ra những dẫn chứng cho thấy sự cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ tác động đến cục diện thế giới hiện nay. Vai trò của khoa học công nghệ giờ đây không chỉ thiết yếu đối với năng lực phát triển, mà còn quyết định cả quyền lực chính trị và an ninh của quốc gia đó. Chính vì vậy, cạnh tranh công nghệ trong chiến lược của các nước lớn có xu hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia tại những khu vực khác nhau, trong đó có Việt Nam. Việt Nam cần duy trì quan hệ hợp tác về khoa học công nghệ với cả Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đang có cơ hội tiếp cận với những nền công nghệ dẫn đầu thế giới và cần tranh thủ các cơ hội hợp tác, trao đổi đang được mở ra trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, những hợp tác này cần tính đến sự phức tạp của bối cảnh quốc tế và tính cạnh tranh trong chiến lược của Mỹ và Trung Quốc hiện nay. Hợp tác khoa học công nghệ phải được tiến hành phù hợp với các chủ trương ngoại giao dựa trên nhu cầu, lợi ích của Việt Nam và hướng tới sự tự chủ về mặt công nghệ. Cuốn sách Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc thời đại 4.0 mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về tình hình cạnh tranh giữa hai siêu cường công nghệ lớn nhất thế giới hiện nay và tác động của nó lên thế giới. Cuốn sách cũng đưa ra những dự báo và khuyến nghị cho Việt Nam để đối phó và tận dụng cơ hội trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ này. Với những thông tin tổng quan đầy đủ và cặn kẽ, cuốn sách là một tài liệu tham khảo quan trọng cho những ai quan tâm đến công nghệ và quan hệ quốc tế. Với những thông tin và phân tích đáng tin cậy, cuốn sách sẽ là đề tài hữu ích đối với những người quan tâm đến tình hình cạnh tranh công nghệ đang diễn ra trên thế giới. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc thời đại 4.0 tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp với Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM
103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày. Đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.